Xin chào mọi người, mình là Sasa đây. Nếu các bạn đang thèm ăn món ức gà giòn giòn mà vẫn tốt cho sức khỏe theo chủ ý liên viện nhất định đừng bỏ qua video này nha. Đây chính là món ức gà chiên vụn hạnh nhân. Và các bạn có nghe tiếng cắt vẫn còn giòn của nó không? Và bên trong vẫn còn mềm ẩm, ăn vô cùng ngon luôn. Và ức gà thì sau khi mua về mình rửa sạch, tiếp đến thì mình sẽ cắt ra thành từng khúc cho vừa ăn. Và mình sẽ cắt ngang để mà làm giảm độ dày của miếng gà, tí nữa áp chảo sẽ dễ chín hơn. Và mình chuẩn bị một quả trứng gà và đánh đều nó lên. Tiếp đến thì mình sẽ nhúng miếng ức gà vào trong một lớp trứng nè, tiếp đến là một lớp bột quỳnh hạnh nhân. Và hạnh nhân này mình đã rang sơ, sau đó đem đi xay nhuyễn là được. Và mình sẽ làm với tất cả các miếng gà còn lại. Và bây giờ khi chảo đã nóng, mình sẽ cho dầu ô liu vào và áp chảo gà trong khoảng tầm từ 10 đến 15 phút để cho đến khi mà mình thấy là hai mặt nó đã cháy xém cạnh là được. Không áp chảo gà lâu thì nó sẽ khiến cho ức bị khô. Và bây giờ thì món ức gà của mình đã chiên xong rồi thì mình sẽ để qua một bên và tiếp đến để làm món canh cho ngày hôm nay nha. Mà mình cho vào đây là củ cải trắng, một ít bắp cho ngọt nước và thêm một ít su hào. Và đây chính là một món canh rau củ đầy đủ dinh dưỡng luôn. Và nấu trong khoảng tầm 15 phút thì các nguyên liệu đã mềm rồi. Mình nêm nếm vào đây một ít bột nêm rau củ, rất là healthy, không gây hại cho sức khỏe. Và món canh của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa. Và mình nêm nếm vào đây thêm một ít muối, một ít tiêu cho mấy ít gà thêm đậm đà. Bữa trưa Yến Linh của mình đã hoàn thành rồi. Ức gà rất là tốt trong việc giảm cân, kết hợp cùng với lại hạnh nhân là nguồn chất béo tốt cho cơ thể. Và mời cả nhà cùng thưởng thức. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi để xem thêm nhiều video về các món ăn Yến Linh hấp dẫn nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.